MV này màu sắc rất là kiểu Hàn Quốc con nít con nít mà Hàn Quốc nó rất là kiểu như là tổ chức một cái party vậy ạ. dạ Trời, lần này đầu tư về trang phục cũng hơi bị nhiều lắm luôn dạ á. không nhiều anh thấy Ừ, không nhiều nhiều lắm. tính ra quay khó tại vì toàn quay dưới nước Đúng mà có rồi. bị té ngã xuống Suýt té xịt thôi, té xuống suýt té. Rồi cái áo này là nó dài lắm luôn á. Cái áo màu xanh á, cái đầm á, nó dài lắm luôn, rất dạ dài. không nhưng mà nhìn cái MV á em cứ tưởng là do chỉnh nhưng nhìn chị như vậy nhưng mà À lại như vậy thật À vậy cho nên lúc nãy em mới vô ngồi em bị em bị run quá À vậy đó cái chỗ này tại sao lại yêu thì phải ôm phải hôn sao lại buồn nôn lên đây À, mình nghĩ tới cái chuyện đó là thấy buồn nôn á, hiểu không? Giống như là con gái mà giống như là mới mình thấy mấy cái đó mình thấy giống như là ai đó yêu ai muốn ôm muốn hôn nó thấy mắc ói kiểu vậy á, tức là con gái này rất là manly nhưng mà hóa ra nó cũng rất là phụ nữ, rất là con gái vậy. Dạ. Có bạn bé heo và rất là nhiều bạn bảo là lúc này em không chỉnh chị lúc này là phải 6 múi chứ không phải là 6 mũi à dạ à lúc đúng này là rồi, sáu hồi nào múi mình nói đúng rồi, cứ dạ nói cái đó mình sai hoài à. Đúng rồi, 6 múi chứ, 6 múi trời ơi. thì tập mà ra 6 mũi thì kỳ quá đúng rồi đúng rồi. Các bạn như bạn bạn ấy nói là cái clip hậu trường của chị rất là dễ thương quá. Trời, bạn mà cái làm nhạc cho mình nó cũng tới coi kìa. Dạ. Nhật Nguyễn. Không khí đang hơi nóng nữa mà em coi MV em thấy nóng nóng tại vì toàn nữ không à trời ơi trời ơi mà toàn xinh nữa chứ ấy chà chà trời ơi cái đoạn hàng này là chị phụ anh cũng không biết là anh chân không đúng không cái này là anh tác giả làm nhạc các anh ấy viết anh sáng tác nhạc viết à, em tưởng là anh chân thành cái anh chân chỉ biết lời chỗ đoạn viết Việt lời tiếng tiếng Việt Việt thôi thôi còn nhạc nhạc là bên Hàn Quốc làm à, dạ. Wow. Quá dễ thương. Và các bạn ơi, đừng quên bình chọn để MV It's You trở thành MV được yêu thích nhất tháng tại 300 số đội soi nha. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mục soi nè. Và trước khi vào mục soi thì mình sẽ chốt cái đáp án lúc nãy nè. Để xem là bao nhiêu phần trăm các bạn chọn phương án nào nhiều nhất nào. Đợi mình một xíu nha. Rồi. Chắc là bây giờ đang có đang chạy kết quả rồi thì mình sẽ soi vài điểm đầu vài điểm trước và sau đó chúng ta sẽ check kết quả lại. Thì cho em đoạn từ đầu cho đến 22 giây ạ. Đây. 22 giây. Dạ, soi từng giây luôn. À, ghê vậy. Vâng.
khách mời sẽ không ngờ và người xem đôi khi cũng sẽ không ngờ là chỗ đó lại soi như vậy. Đây là điều đặc biệt của chương trình 360 độ soi. Đây thì ngay chỗ đoạn này có một cái điểm đầu tiên để soi, đó là vì sao các cô nàng này bơi ở dưới nước trông có vẻ cũng khá là lâu rồi, cũng bắt đầu mệt rồi, nhưng mà tại sao lông mày cũng như là lớp make up không hề hấn một tí nào cả? Và phải chăng là chị Harry Won đã có một ekip make up chuyên nghiệp với sản phẩm chống nước đúng không ạ? Thực ra thì cái bạn này đưa ra cái vấn đề này thì bạn này rất là tính hài hước. Thực ra thì bạn mấy bạn vũ đoàn là tự make up hết á, cho Harry cũng không có đụng tới gì hết. Nói chung là các bạn cũng tại vì dưới nước nhiều quá lâu á, thực sự rất là tội nghiệp bạn lắm, mấy bạn lắm, mấy bạn từ 6-7 giờ sáng là vô nước, lúc đó còn lạnh nữa mà cũng lăn qua lăn lại, quay liên tục rất là cực. Và chắc bạn mấy bạn lúc mà quay cái này rất là sao ta, mặt bị tái á. Cho nên nó đúng rồi. Cho nên mới chắc mấy bạn đó make up cho nó đậm đậm xíu hơn. Dạ, em nghĩ là kiểu là sợ đôi khi trong quá trình quay thì có dưới nước nè, nước nó bắn lên hoặc là bị vô tình trượt té xuống một cái. Đúng rồi. Nhưng mà làm nó sao bay. Cuối cùng thì vẫn giữ được, ai cũng vẫn giữ được make up và đẹp cả. Cho nên là rất là tuyệt. Dạ, và bây giờ thì bọn mình đã có cái kết quả rồi. Thì đáp án A đó là muốn thay mình đọc lại câu hỏi nha. Câu hỏi đó là bạn muốn thử kiểu tóc ngắn nhuộm bạch kim như chị Harry Won chứ? Đáp án A là muốn thay đổi để crush thèm chơi thì có 36% các bạn đang xem là chọn đáp án này. Và đáp án B là muốn nhưng mà đang hết tiền rồi, 29% bây giờ cũng giữa tháng rồi chị. Cũng các bạn cũng là viêm màng túi là khá là nhiều rồi đó. Và đáp án C đó là suy nghĩ hoài nhưng mà chưa chốt nè, tức ghê là 36%. Vậy là đáp án A và đáp án C là bằng nhau. Và còn riêng chị thì nếu như mà chị cho một đáp án giống kiểu là chị gợi ý cho người xem của chị thì chọn đáp án nào? Hồi nãy Harry cũng im, Harry cũng đã làm rồi, là cái này là đáp án A. Là đó, trong đó đó là có một Harry nữa, là đó 36% là có chị Harry trong đó luôn. Yep. Và bạn nào mà trùng đáp án chị Harry thì đừng quên bình luận phía dưới để cho bọn mình biết nha. Và bây giờ thì mình sẽ đọc câu thứ hai luôn nè. Câu thứ hai đó là hè này bạn đi bơi vì mục đích gì? Đáp án A là đi ngắm body mấy anh sáu muối. Đáp án B là đi bơi cho lên cơ về thả thính crush. Đáp án C là đi bơi vì sợ con bạn thân hôm nào buồn nó nhấn nước, vì nhấn nước mình thì mình đỡ. Giáp đọc, mình đọc lại đáp án C nha. Đáp án C là đi bơi vì sợ con bạn thân hôm nào nó buồn nó nhận nước mình á, thì mình biết bơi thì mình không sợ bị nhận nước. Đó là đáp án C. Rồi các bạn bình chọn đi, một tí xíu nữa mình sẽ tiếp tục công bố cái kết quả cho các bạn. Rồi chúng ta đến điểm thứ hai, đó là cho em hỏi là MV này được quay trong vòng bao lâu ạ, và lấy ý tưởng từ đâu? Bản thân Harry quay MV này từ chắc là từ 5 giờ sáng Harry có mặt cho tới 9 giờ tối là xong. 5 giờ sáng 9 giờ tối là xong. Đúng rồi, tức là quay trong vòng một ngày là xong. Một ngày là xong. Bản thân Harry xưa giờ hay như vậy, là quay bất cứ cái gì mà MV của mình thì Harry lúc nào cũng nói cho mọi người biết là quay nhanh nhanh rồi đi về. Đó là cái mục đích của Harry. Còn nếu mà làm đẹp, còn không đẹp này nọ, cái đó là nhiệm vụ của anh đạo diễn. Cho nên anh đạo diễn Phi Trần làm việc chung với Harry rất là bị áp lực. Tại vì Harry lúc nào cũng nói là anh ấy đi về sớm, mọi người ơi đi về sớm đi nào. Và mình lúc nào cũng hỏi là bây giờ anh đạo diễn chừng nào xong, nhắm là chừng nào xong. Thì nếu mà anh đạo diễn hứa là 7 giờ tối đi, thì từ 6 giờ tối là Harry hay alarm 10 phút là cứ alarm một lần, 10 phút cứ alarm một lần. Để nhắc nhở anh Huy Trần là để xong, mình quay xong lẹ lẹ rồi mọi người đi về. Đó, cho nên ai cũng nói là ủa tại sao lại sản phẩm của bạn mà bạn cứ hối mọi người phải quay nhanh rồi đi về. Thì Harry nghĩ vậy. Tại vì Harry quá tin tưởng về anh Huy Trần quay đẹp này nọ, mình quá tin tưởng đúng không? Thì người ta giỏi thì mình hối để cho người ta phát huy được cái năng lực của mình nó nhiều hơn. Đó, như vậy thôi chứ không có ý gì cả. Cho em hỏi đó phải là một cái gọi là một cái nguyên tắc làm việc của chị không? Nguyên tắc của Harry là cái gì cũng vậy, là làm nhanh xong đi về sớm. Đúng rồi, tại vì Harry cảm thấy rất là không thích cái việc mà mình cứ vừa làm vừa chơi, thì Harry không thích. Hay là làm việc dồn hết xong đi chơi luôn thì mình thích. Còn kiểu như là vừa làm vừa chơi thì Harry lại không có thích cái chuyện đó xảy ra. Cho nên làm cái gì cũng phải làm lẹ, nhanh. Chắc có thể là một phần là Harry 50% là người Hàn Quốc, cho nên Harry hay bị cái tật là phải nhanh. Cái gì cũng phải nhanh. Thì mới như vậy. Và một chia sẻ rất là thú vị, tức là chị Harry là làm hết
hết khả năng luôn, làm cho xong xong rồi nói chơi là chơi thoải mái luôn, hết mình luôn. Và wow, đó cũng rất là hay và mình nghĩ là cũng là một cái cách làm việc rất là thú vị và các bạn có thể áp dụng nha. Và thêm một cái nữa là cho em hỏi là nội dung của MV này là do ai nghĩ ra? Là do anh. À, MV, nội dung MV thì thật ra thì lúc đầu thì yeah. Harry nói với mọi người là Harry muốn làm một cái gì đó, tổ chức cái cuộc party tiệc rất là vui, cho nên người ta mỗi lần là người ta mở tiệc là người ta phải nghe cái bài hát này, tại vì nghe bài hát này nó rất là dễ thương và nó cái gì đó sôi động. Yeah. Thì Harry muốn là cái bài hát của mình nó như vậy, cho nên chính vì điều đó cho nên chị quản lý của mình Đỗ Hoàng Vũ đã lập cái nội dung cái MV này và bỏ vô thêm cái hồ bơi nữa để cho mọi người cảm thấy nó rất là có gì đó nó sảng khoái và vui, và mỗi lần cứ mùa hè là cứ nghe nhạc của mình nó vậy đó. Yeah.